Chiều ngày 29 tháng 8 trên trang cá nhân, Chipu Hải Ước chia sẻ, mang huy chương bạc về làng. Theo đó, giọng ca Việt đã giành huy chương bạc tại chung kết môn bắn cung nữ trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Supernova Game 2024, huy chương vàng của cuộc thi thuộc về Tôn Gia Lộ. Trên Weibo, đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng tới Chipu. Chúc mừng chị là nhà vô địch trong lòng em, chị đã mang tới cho chúng em rất nhiều điều bất ngờ, tự hào về chị. Hôm nay thật sự rất đặc sắc, chị vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm, mai cố lên nhé. Quá giỏi, quá giỏi. Xuất sắc, có gì chị không biết nhỉ? Chị thật tuyệt vời, tự hào về chị. Thế nào, tâm trạng của chị có phải rất vui không? Chúc mừng chị đã giành tấm huy chương đầu tiên. Huy chương bạc cũng rất giỏi, rất ngầu rồi. Trong trận bán kết cùng ngày, Chipu đã thắng Triệu Việt với tỷ số sát sao 25-24. Giọng ca Fading You có chút căng thẳng nên khởi đầu với 7 điểm, thấp hơn hẳn các vòng thi trước đó. Tuy nhiên ngay sau đó cô đã giữ phong độ ổn định với 2 điểm 9 liên tiếp, giành cơ hội vào vòng chung kết. Trước đó hôm 28 tháng 8, Chipu dẫn đầu ở vòng loại và tứ kết với tổng 27 điểm sau 3 lượt bắn ở mỗi vòng. Thành tích của Chipu nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Các bình luận viên tại hiện trường và phóng viên Trung Quốc phỏng vấn sau trận đấu đều dành lời khen cho cô. Trả lời phỏng vấn, Chipu thú nhận cô khá căng thẳng trong cuộc thi. Nữ ca sĩ cho biết cô đã luyện tập bắn cung trong hơn 1 tháng ở Việt Nam và có nhiều kỷ niệm vui. Trong ngày 30 tháng 8, Chipu sẽ tiếp tục có mặt ở hạng mục Pro Battle. Đối thủ của đội Chipu ở trận chung kết là đội của Từ Mộng Khiết. Trước đó tại vòng thi loại vào tối ngày 28 tháng 8, Chipu hoàn toàn thuyết phục trọng tài cũng như khán giả với những bước nhảy đường phố điêu luyện. Trang chủ của Supernova Game khen ngợi Chipu nhảy rất xoái. Đông đảo các fan hâm mộ của Chipu đang mong đợi cô sẽ đổi màu huy chương trong trận chung kết ngày mai 30 tháng 8.